Không ngờ đại gia Nguyễn Văn Hảo từng giàu nhất Sài Gòn lại có cái kết như thế này khiến triệu người tiếc nuối. Mến chào quý vị đang đến với kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, ngay trung tâm Sài Gòn có một tòa nhà kiến trúc Pháp tuyệt đẹp tọa lạc ở bốn mặt tiền đường. Trên mặt tiền ngôi nhà có khắc dòng chữ NG.V.HAO nên những người sống xung quanh thường gọi đó là tòa nhà Nguyễn Văn Hảo. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đó từng là nhà của một thương gia nổi tiếng cả miền Nam, Nguyễn Văn Hảo, một trong những thương gia giàu có nhất ở Sài Gòn từ thời Pháp đến năm 1975. Ông cũng chính là ông chủ của dạp Nguyễn Văn Hảo lẫy lừng một thời, được ví là nhà hát hàng không mẫu hạm, có sức chứa tới hàng ngàn người và là thánh đường của cải lương. Vậy, vì đại gia ấy sau này ra sao? Số tiền kếch xù của ông Hảo có được truyền lại cho con cháu hay không? Gia đình vị tỷ phú này đã phải trải qua những gì? Hãy cùng Triết Lý Tinh Hoa đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị thân mến, ông Nguyễn Văn Hảo sinh năm 1890, quê ở ấp Long Thuận, xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Nhìn vào gia sản đồ sộ mà ông Hảo từng sở hữu, có nhiều người sẽ suy nghĩ ông phất lên một phần do thừa hưởng gia sản của ông cha để lại. Tuy nhiên, ông Hảo xuất thân trong một gia đình trước đó mấy đời đều làm nông. Cha của ông có ba người vợ. Ông Hảo là con thứ ba của người vợ thứ ba. Những năm tháng tuổi thơ, theo những người trong gia đình kể lại, cậu bé Hảo chỉ quanh quẩn ở quê. Chưa bao giờ cậu bé Hảo lại nghĩ có một ngày mình sẽ lên Sài Gòn lập nghiệp. Một người anh cùng cha khác mẹ của ông Hảo là ông Nguyễn Văn Kiệu, làm chủ một cửa tiệm buôn bán phụ tùng xe hơi ở đường Nguyễn An Ninh, quận 1. Công việc làm ăn phát đạt, ông Kiệu cần thêm người phụ giúp. Quay qua ngó lại anh em trong gia đình, ông Kiệu thấy ông Hảo là người thông minh, lại lanh lợi, phù hợp cho việc kinh doanh. Thế là ông Kiệu xin phép cha đưa em trai lên Sài Gòn phụ mình buôn bán phụ tùng xe hơi. Lên Sài Gòn, công việc đầu tiên mà ông Hảo làm là phụ anh trai mình buôn bán. Vốn là người thông minh, ở quê được cha cho ăn học dù không nhiều, ông Hảo đã học những bài cơ bản từ người thợ đi trước. Cứ ai giỏi là ông Hảo đeo theo để học. Chẳng mấy chốc từ người thợ học nghề, ông Hảo thành người thợ chính tại tiệm buôn bán phụ tùng xe của anh mình. Ngoài việc dành kỹ thuật để sau này mở tiệm không để thợ qua mặt, những ngày làm công ở tiệm anh trai, ông Hảo đã âm thầm học cách kinh doanh, muốn lái buôn bán phụ tùng xe hơi với tham vọng mở một cửa hàng riêng cho mình sau này. Sau khi đã ổn định công việc, ông Hảo đưa vợ mình lên Sài Gòn. Năm 1929, vợ ông sinh người con trai đầu, đặt tên là Nguyễn Tâm Thạnh. Thời gian này, sau khi tích lũy được một số vốn liếng, ông Hảo xin phép ông Kiệu cho phép mình ra lập nghiệp riêng. Được anh trai đồng ý, ông Hảo mở tiệm buôn bán phụ tùng xe hơi. Cửa tiệm trên được ông Hảo thuê lại của gia đình chú Hỏa, một trong những người giàu có nhất Sài Gòn. Song song với buôn bán phụ tùng xe hơi, trước cửa hiệu, ông Hảo mở một cây xăng bơm tay để kinh doanh thêm xăng dầu nhớt. Không biết đó có phải là cây xăng tư nhân mở đầu tiên ở Sài Gòn hay không, nhưng với độ nhanh nhạy, số lượng cây xăng ở Sài Gòn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên đa phần khách mang xe đến sửa chữa thay thế phụ tùng khi quay ra chỉ biết đổ ở cây xăng ông Hảo. Những năm đầu 1930, ở miền Nam, nhất là các tỉnh miền Tây, ngành giao thông vận tải đường bộ phát triển, khắp nơi rộ lên phong trào, thành lập các hãng xe đò để chở khách, các tiệm mua bán phụ tùng xe hơi làm không hết việc. Tiệm bán phụ tùng xe của ông Hảo nằm ở trung tâm Sài Gòn, cách chợ Bến Thành chỉ mấy bước chân, hàng nhập cảng bán đúng giá lại càng thu hút khách, nhất là giới tài xế miền Tây lên Sài Gòn mua phụ tùng thay thế. Khi đó ở Sài Gòn cũng có vài cửa hàng mua bán phụ tùng xe hơi, nhưng chỉ có cửa hàng ông Hảo đủ lớn để cạnh tranh với các tiệm người Pháp trong vùng. Cạnh tranh với người Pháp. Hạn chế của các hãng do người Pháp làm chủ là nhân viên ít nói tiếng Việt, trong khi đa phần giới tài xế lại không dành tiếng Pháp nên ngại vào, họ thích qua tiệm của ông Hảo để mua hàng. Khi việc kinh doanh mở rộng, ông Hảo giao phần lớn chuyện kinh doanh phụ tùng cho vợ, còn mình chỉ phụ trách việc giao dịch với bạn hàng Pháp để mua phụ tùng về bán. Vợ ông Hảo ngoài việc có duyên buôn bán còn là người chịu thương chịu khó. Bất cứ giờ nào,
kể cả 2-3 giờ sáng. Nếu mà có khách gọi cửa, bà đều sẵn sàng bán dù thứ khách mua chỉ lời không hơn 1 đồng. Vợ ông Hảo còn có kiểu kinh doanh khá đặc biệt. Đó là khi tài xế tới mua hàng, bà chỉ hỏi chú là chủ xe hay tài xế. Nếu là tài xế, ngoài việc bán đúng giá, bà Hảo còn trích ra vài cắc cho họ có thêm lộ phí đi đường, cà phê, ăn sáng. Cách làm của bà Hảo giống như kiểu khuyến mãi bây giờ. Dù số tiền lại quả không đáng là bao, nhưng lại thu hút giới tài xế tìm đến cửa hàng. Nhờ việc kinh doanh gần gũi, bình dị và lấy công làm lẽ đó, mà tiệm của ông Hảo dù mới mở nhưng kẻ mua người bán tấp nập, tiền đếm mỏi tay. Kinh doanh ngày càng phát đạt nên ngoài cửa tiệm chính ở Sài Gòn, ông Hảo kết hợp với một người bà con ở Trà Vinh mở thêm chi nhánh ở dưới miền Tây. Khoảng năm 1933, ông Hảo mua mảnh đất nằm ở 4 mặt tiền đường mà nên là Trần Hưng Đạo, Ký Con, Yesin, Hồ Văn Ngà để xây nhà. Đồng thời, ông cũng trả lại cửa tiệm số 21-23 mà nay là trên đường Trần Hưng Đạo cho gia đình chú Hỏa. Việc xây nhà 4 mặt tiền bắt đầu từ năm 1933 cho tới năm 1937. Tòa nhà có diện tích 800m², được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp. Gạch bông lót nền nhà được đưa từ Pháp qua. Do lúc đó chưa có xi măng nên phải lấy mủ cây trộn với vôi cát, nước để xây. Hai bên hông nhà có khắc chữ NG.V.HAO. Tầng trên cùng của tòa nhà có một hồ bơi nhỏ, tuy nhà có 2 lầu nhưng có gắn cả thang máy. Về chỗ mới, ông Hảo vẫn kinh doanh phụ tùng xe hơi, xăng dầu. Đến khoảng năm 1940, khi công ty đủ mạnh, vốn liếng dồi dào, ông Hảo nhập xe hơi nguyên chiếc về bán ở Sài Gòn. Những thương hiệu xe hơi mà ông Hảo nhập về là Fiat, Lancia, Nas được bày bán phong phú giống như là các showroom xe hơi ngày nay. Ông Hảo còn làm đại diện vỏ ruột xe hơi của hãng Michelin của Pháp, một thương hiệu được ưa chuộng và rất thịnh hành ở Sài Gòn thời gian đó. Cái hay của ông Hảo là dù kinh doanh mặt hàng xe hơi dành cho dân có tiền, nhưng ông không bao giờ phân biệt sự sang hèn của khách. Cũng chính vì cung cách làm ăn niềm nở như thế, nên một lần, gara xe của ông Hảo tiếp một vị khách hết sức đặc biệt. Một buổi sáng, khi gara vừa mở cửa, có một vị khách trông rất quê mùa, mặc áo dài khăn đóng khá cũ vào hỏi mua xe hơi. Nhân viên bán hàng tính ra đuổi vì nghĩ ăn mặc như vậy thì không thể có tiền mua xe hơi mà có khi tính đường trông trịa. Nhưng ở gần đó, ông Hảo vừa tính sổ sách vừa quan sát nên nhân viên không dám vô phép. Vị khách này sau khi coi xe đòi nhân viên để máy. Ông khách nghe tiếng máy kêu êm êm xong cất tiếng hỏi ngắn gọn, bao nhiêu tiền? Gần 3.000 đồng bạc, anh nhân viên trả lời mà giọng vẫn e dè. Ông khách mở cửa ngồi lên xe nhún vài cái rồi nói, hình như nhíp hơi kêu, anh cho thêm miếng dầu vô nhíp đi. Nói xong, vị khách kêu tính tiền. Sau cuộc mua bán nhanh gọn, ông Hảo sai người đưa chiếc xe ra cây xăng trước nhà, tính khuyến mãi cho khách 1 thùng xăng đầy. Tuy nhiên, vị khách không chịu mà chỉ xin 5 lít. Ông Hảo ngạc nhiên hỏi lý do. Lúc này vị khách mới kể, thực ra ban đầu ông không thích nhãn hiệu xe NAS của ông Hảo đang bán, mà thích chiếc xe Ford của Mỹ, bán ở gara Scama người Pháp, nằm trên đường Lê Lợi hiện nay. Trước đó, ông khách đã ghé gara này để hỏi mua. Tuy nhiên, viên quản lý người nước ngoài và nhân viên khi thấy bộ dạng rách rưới và kỳ quái của khách đã đuổi khách đi. Ông ta buộc phải tìm qua hãng xe của ông Hảo. Đổ xăng xong, vị khách sai người làm trở xuống gara xe đã đuổi ông, rồi tới trước mặt vị quản lý người Pháp, nói ngắn gọn bằng tiếng Pháp rằng, vì mày đuổi nên tao phải qua gara ông Nguyễn Văn Hảo mua chiếc này. Bây giờ tao chạy xe qua tiệm mày để mua xăng. Nghe vị khách kể lại, ông chủ người Pháp đuổi việc luôn cả viên quản lý người Pháp và nhân viên người Việt. Vụ đó, ông Hảo lời 600 đồng Đông Dương sau khi bán được chiếc xe NAS. Sau khi tính tiền và làm thủ tục xong, ông khách rút sau lưng cái mo cau gập làm đôi, trong đó từng xấp tiền 100 đồng bạc Đông Dương nhiều không thể tả. Sau này tìm hiểu, ông Hảo mới biết, vị khách lập dị kia là một trong những người giàu nức tiếng ở miền Tây khi đó, từng là bạn khá thân với ông Trần Trinh Trạch, thường gọi là Hội Đồng Trạch, tức là thân phụ của công tử Bạc Liêu. Hàng không mẫu hạm Nguyễn Văn Hảo.
là người đam mê cải lương, nên khi mà kinh doanh phát đạt, ông Nguyễn Văn Hảo mua đất xây dựng nhà hát mang tên ông. Nhà hát này một thời được coi là thánh đường của giới cải lương, có sức chứa hơn 1.200 khách. Người con trai độc nhất của ông Hảo là Nguyễn Tâm Thạnh, năm nay cũng đã 86 tuổi, cho biết dù là dân kinh doanh nhưng do lớn lên ở miền Tây nên ông Hảo rất mê cải lương. Trước nhà có một gánh hát bụi nhỏ nên thường những tối cuối tuần sau những giờ kinh doanh căng thẳng, ông Hảo lại ghé xem hát. Cha tôi xây dựng rạp Nguyễn Văn Hảo với mục đích ban đầu là phục vụ sở thích cải lương của mình. Thêm nữa, ông muốn nghệ thuật cải lương có một nhà hát đẳng cấp để phát triển. Ông Thạnh hồi tưởng. Khoảng đầu những năm 1940, ông Hảo mua đất để xúc tiến xây dựng rạp Nguyễn Văn Hảo. Mặt tiền của rạp hướng về đường Gallieni, nay là đường Trần Hưng Đạo, một con đường trắng nhựa rộng lớn và huyết mạch từ Sài Gòn đi Chợ Lớn. Cửa hậu của rạp Nguyễn Văn Hảo trổ ra đường Bùi Viện. Theo soạn giả Nguyễn Phương, rạp Nguyễn Văn Hảo có 3 tầng khán phòng. Tổng cộng số ghế cho khán giả trong rạp là 1.200 ghế, chưa kể ghế phụ đặt dọc theo đường đi khi gánh hát bán hết vé chính thức. Đây là rạp hát có nhiều số ghế nhất ở Sài Gòn, nên được các nghệ sĩ gọi là hàng không mẫu hạm Nguyễn Văn Hảo. Trong những năm 1943 đến năm 1954, Sài Gòn có 4 rạp dành cho hát cải lương là rạp Nguyễn Văn Hảo, rạp Aristo ở đường Lê Lai, rạp Thành Sương ở đường Yết Xanh, rạp Thuận Thành ở Đa Cao. Trong số các rạp này thì rạp Nguyễn Văn Hảo là rạp hát lớn nhất, có sân khấu rộng và sâu nhất, khán giả đến xem đông nhất. Đây chính là những thuận lợi giúp cho các bầu gánh, soạn giả và họa sĩ thực hiện những tiến bộ kỹ thuật và nghệ thuật để nâng cao trình độ của sân khấu cải lương. Rạp là nơi đoàn Việt kịch Nam Châu diễn tuồng Tây Thi Gái Nước Việt. Đây cũng là nơi đoàn cải lương Hương Mùa Thu của ông Bầu Thu An thực hiện kỹ thuật sân khấu cải lương Panorama rất mới lạ với dân trong nghề lúc bấy giờ. Đoàn cải lương Hoa Sen, đoàn hát có doanh thu cao nhất trong các đoàn cải lương cuối thập niên 1950 của ông Bầu Bảy Cao cũng về hát ở đây. Các đoàn hát đều mang một ý thức chung là khi về hàng không mẫu hạ Nguyễn Văn Hảo trình diễn thì nhất định đoàn phải có tuồng mới, có những tranh cảnh, y chang mới và nhất định là phải có những cải cách kỹ thuật đẹp, mới hơn những lần trình diễn trước, phải đẹp và hấp dẫn hơn các đoàn hát khác. Ông Nguyễn Tâm Thạnh, con trai ông Hảo cho biết thời vàng son cải lương của rạp Nguyễn Văn Hảo kéo dài chừng 30 năm. Đến năm 1970, ông Hảo cho ông Nguyễn Văn Đối mướn lại rạp, sửa sang một số công năng để làm rạp chiếu bóng. Khi trở thành một trong những người nổi tiếng giàu có ở Sài Gòn, việc làm ăn đang thuận buồm xuôi gió thì ông Hảo lại bất ngờ về quê xây chùa ở ẩn. Năm 1960, tỷ phú Nguyễn Văn Hảo tròn 70 tuổi. Ở giai đoạn này, mọi công việc ông làm đều diễn ra suôn sẻ và thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng vào tuổi xế chiều, dường như ông muốn tìm đến sự yên tĩnh để có thời gian chiêm nghiệm lại những gì đã qua. Sau lại hết mọi công việc kinh doanh cho vợ con, ông Hảo trở về quê nhà ở Càng Long thuộc tỉnh Trà Vinh, mua một miếng đất rộng 15 hectare để xây dựng một ngôi chùa. Chùa ông Hảo hay Hảo Tâm Tự có từ đó. Chùa ông Hảo được xây dựng theo thiết kế của kỹ sư Phan Hiếu Tỉnh trên khuôn viên đất rộng 8.000m2. Đây là một ngôi chùa có nét kiến trúc độc đáo nửa Tây nửa ta. Chùa có ngôi tháp 9 tầng, có phù điêu rạp hát Nguyễn Văn Hảo và chiếc du thuyền của ông. Việc xây dựng chùa diễn ra khá chậm bởi vật liệu mua từ Pháp được chuyển từ xa đến trong khi giao thông khó khăn. Phải mất 8 năm ngôi chùa mới hoàn thành. Gần chùa, ông còn cho xây thêm một dãy phố lầu và một ngôi chợ để người dân địa phương lui tới mua bán, tạo điều kiện cho bà con sinh sống. Chùa xây xong cũng là lúc chiến sự đến hồi ác liệt. Người dân bỏ cả ruộng vườn, tìm nơi lánh nạn. Họ đã tìm đến chùa, được ông cho tá túc và giúp đỡ lương thực, thuốc men. Ngoài ra, ông còn tạo điều kiện bằng cách cho bà con mượn đất quanh chùa để trồng trọt, cây hái, phụ vào miếng ăn hàng ngày. Những người có tuổi ở Càng Long hiện nay không ai có thể quên được thiện tâm của ông. Ông rất giàu, nhưng biết sẻ chia cho bà con cùng khổ. Ngôi chùa được ông ủy nhiệm lại cho vợ ông là bà Nguyễn Thị Dài,
đứng ra chăm sóc nhang khói thờ tự sau khi ông mất. Hết đời bà dài, ông Nguyễn Tâm Thạnh, con ông Hảo sẽ kế tiếp, tiếp tục chăm sóc ngôi chùa. Ý nguyện này được ông Hảo đã cho khắc chúc thư bằng đá trắng để tại chùa. Ngày nay trở lại nơi đây, ngôi chùa đã trở thành phế tích. Thế nhưng, hình ảnh ông Hảo vẫn còn phảng phất đâu đây. Rõ nét nhất có lẽ là trên bức phù điêu còn sót lại hình ảnh sạp hát Nguyễn Văn Hảo, chiếc du thuyền của ông dùng rong ruổi từ Sài Gòn về Càng Long, dãy biệt thự Hương Thôn. Ông Hảo mất năm 1971. Năm 1975, chính quyền tiếp quản ngôi chùa. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Sài, tiếp tục ở chùa cho tới năm 1979, bà mất. Huyện Càng Long thu lại toàn bộ khu vực này. Bên cạnh chùa hiện nay, vẫn còn một khu đất được xem như là nghĩa trang gia tộc của ông Hảo. Nghĩa trang nhỏ này có 6 phần mộ, trong đó có vợ chồng ông cùng mẹ ruột, mẹ vợ. Cả 6 ngôi mộ này đều xây dựng giống nhau. Trên mộ có hình quyển sách và 4 góc đều có sư tử đá. Năm 1996, cháu nội ông Hảo nghe lời cha trở về nơi đây cất một cái chòi ở cạnh chùa để sinh sống và có điều kiện sớm hôm nhang khói. Về sau, khu vực này được chính quyền sử dụng làm bệnh viện rồi thư viện, sau cùng là khu vui chơi cho trẻ em. Ngẫm lại, cả cuộc đời ông Nguyễn Văn Hảo chỉ có chí thú làm ăn. Đồng tiền ông kiếm được phải trả bằng những giọt mồ hôi và lẫn nước mắt. Về cuối đời, ông còn xây chùa, tạo điều kiện giúp người cơ nhỡ. Khác với những đại gia khác, khi đạt được những thành quả tốt đẹp, đôi khi sa ngã vào những tệ nạn. Với ông Hảo, từ một thanh niên tay trắng, ông làm nên một sản nghiệp lớn lao. Ông không để lại một điều tiếng gì ảnh hưởng đến thanh danh và sự nghiệp. Tâm ông trong sáng, tấm lòng ông son sắt. Một doanh nhân như thế thực rất đáng để cho mọi người học hỏi và noi gương. Gia cảnh nghèo khó của con cháu ông Nguyễn Văn Hảo. Dù ông Nguyễn Văn Hảo đã xây dựng nên một gia tài lừng lẫy như vậy, thế nhưng con cháu của ông lại sống trong cảnh nghèo khó trong tòa nhà bốn mặt tiền đắc địa ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Dù có hai vợ, nhưng ông Nguyễn Văn Hảo chỉ có duy nhất một người con trai tên là Nguyễn Tâm Thạnh, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1929. Sau này, gia đình ông đã nhận một người cháu ruột làm con nuôi. Ông Thạnh sinh ra ở Càng Long, chừng 2-3 tuổi, ông Thạnh được cha đón lên Sài Gòn, sau đó gửi học ở trường Tây cùng với con trai chú Hòa. Lớn lên một chút, chừng 6-7 tuổi, ông được cha gửi đi học ở Đà Lạt. Nếu ông Hảo và vợ là những người cần mẫn, chịu khó, luôn làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, thì con trai họ là người khá nóng nảy, không phù hợp với bán buôn. Chỉ cần khách mua hàng có yêu cầu hơi quá đáng, ông Thạnh có thể quát mắng và đuổi khách bất cứ lúc nào. Cứ rảnh khi nào là ông Thạnh tự lái xe Jeep đi rừng. Có khi mấy tháng trời, ông Thạnh sinh sống ở rừng Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Bạn bè của ông Thạnh cũng toàn là dân có tiền. Ông Thạnh từng cùng với con trai chú Hòa đi xe hơi ra xa lộ chạy về hướng Đồng Nai với vận tốc 200 km/h. Và hai cậu ấm đều đã bị cảnh sát tịch thu bằng vì tội chạy quá tốc độ. Hay những hôm sau khi nhậu sương sương, ông cùng bạn bè chạy xe xuống Hóc Môn bắn chim, bách phát bách trúng. Năm 1960, ông Nguyễn Văn Hảo xây chùa ở quê Càng Long. Năm 1966, người vợ đầu mất, ông trả môn bài về hẳn ở quê. Từ đó, công ty Nguyễn Văn Hảo và các con ngưng hoạt động. Lúc này chỉ còn gara xe phía sau nhà, được ông Hảo giao lại cho người con nuôi quản lý, cùng cây xăng trước nhà. Mọi tài sản ở Sài Gòn, ông Hảo giao cho ông Thạnh quản lý. Năm 1971, ông Hảo mất ở Sài Gòn. Sau đó, ông được đem về an táng ở Càng Long trong ngôi mộ của gia đình sinh năm 1940. Nhiều biến cố đã lấy đi của gia đình ông Thạnh mọi thứ. Những tài sản như nhà hát, ngôi nhà bốn mặt tiền, gara, cây xăng đều bị kê biên. Sau năm 1975, con cháu của đại tư sản Nguyễn Văn Hảo luôn rơi vào tình cảnh nghèo đói. Khác với cha mình, ông Thạnh lại có một lèo với người vợ thứ ba tới 9 người con, nên lúc nào cũng thiếu ăn. Ông Thạnh phải bán lần lữa những tài sản trong nhà để đong gạo nuôi con. Con cái ông Thạnh phải ăn bo bo, khoai lang thay cơm bữa và chỉ học hết lớp 5, 6 rồi nghỉ. Năm 1976,
ông Thạnh cùng với người em vợ đi Bà Rịa Vũng Tàu làm rẫy trồng đậu phộng, bắp. Hiện con cái ông Thạnh mỗi người mỗi nghề, chủ yếu lao động chân tay. Người sửa xe, người bán gạo, làm gỗ, thợ làm kiếng, người làm ở bệnh viện. Sau năm 1975, gia đình ông Thạnh được sử dụng hai tầng lầu dãy phía trước của căn nhà bốn mặt tiền ở dưới trệt do nhà nước quản lý và hiện có rất nhiều hộ kinh doanh thuê mướn. Từ năm 1976 đến năm 1982, mỗi tháng ông Thạnh được chính quyền trả 62 đồng tiền thuê nhà. Nhưng tới năm 2007, gia đình ông Thạnh mới nhận được một cục với tổng số tiền 24 triệu đồng. Do bốn mặt tiền tầng trệt đều được cho thuê, nếu muốn lên chỗ ông Thạnh ở, phải lách qua chiếc cổng màu xanh phía đường Ký Con. Mỗi phòng trên lầu được ông Thạnh phân lại cho mỗi người con. Đồ đạc trong căn nhà hầu như không có gì giá trị. Ngay cả kính chống ồn cũng được ông Thạnh tháo ra bán kiếm gạo cho con ở giai đoạn khó khăn. Ông Thạnh nói, 40 năm qua, tôi quên hết mọi chuyện rồi vì càng nhớ càng nhức đầu. Mặt trời mọc rồi cũng có lúc phải lặn thôi. Nói thêm về căn biệt thự bốn mặt tiền của đại gia Nguyễn Văn Hảo, tòa nhà có diện tích 800m², được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp đang thịnh hành thời đó. Gạch bông lót nền nhà được đưa từ Pháp qua. Do lúc đó chưa có xi măng nên phải lấy mủ cây trộn với vôi, cát, nước để xây. Hai bên hông nhà có khắc chữ ng.v.hao. Vậy tại sao khi vào ở căn nhà này thì vận của ông Hảo lại dần đi xuống? Có nhiều nguyên nhân để lý giải, tuy nhiên có một vài nguyên nhân có thể nói là dễ thấy nhất. Đó là vì căn nhà được xây dựng trên một mảnh đất không vuông vắn và bản thân căn nhà lại bị bao vây bởi bốn con đường chạy sát bên cạnh. Một, nguyên nhân thứ nhất. Mảnh đất tuy rằng có vẻ như là nở hậu, thường được dân gian yêu thích, nhưng nhiều người không biết rằng nở hậu có nghĩa là phần đầu bị tóp lại, bóp chặt. Khuyết hãm ở bất cứ phần nào cũng sẽ gây bất lợi cho người tương ứng với cung bát quái đó biểu thị. Phần mà mọi người ai cũng thấy rõ ràng nhất, nhỏ bé nhất, chật nhất là phần mặt tiền phía trước. Đây cũng chính là nguyên nhân hàng đầu thất bại. Ông tận dụng nơi này làm cây xăng để kinh doanh. Lưu ý, đó là nơi kinh doanh mà mặt bằng nhỏ hẹp thì không có đường hướng để có thể phát triển lâu dài. Mặt tiền chính là tiền mặt. Nếu chọn mặt tiền bó hẹp thì không khác gì là lượng tiền đổ vào sẽ tự nhiên bị hẹp lại, như bị thít chặt, khó lòng mà vào thật nhiều. Tuy rằng bốn bên cũng có mặt tiền, nhưng mà không có gì có thể thay thế mặt tiền của chính phần trước nhà mà trong phong thủy gọi là minh đường. Điều này độc giả cần phải lưu ý. 2. Nguyên nhân thứ hai. Nơi bị bóp bé nhất chính là cung Tây Bắc. Trong phong thủy, cung Tây Bắc chính là càn, biểu thị người đàn ông trụ cột vững chãi nhất trong gia đình. Trong trường hợp ông Hảo đang là người lèo lái, cần được vượng nhất mà cung đại diện cho vai trò của ông lại hẹp nhất, bé nhất, thì việc ông bị bó hẹp trong suy nghĩ, đường hướng kinh doanh là điều không tránh khỏi. Về sau rõ ràng chúng ta thấy ông có xu hướng thụt lùi, muốn lui về ở ẩn để cho con cháu quản lý khối tài sản lớn, mà con cháu ông còn có xu hướng lạm quyền, bán hết đồ đạc trong khi ông vẫn còn là chủ nhà. 3. Nguyên nhân thứ 3. Thêm nữa, cung Tây Bắc theo phong thủy tuyệt đối không được đặt lửa như bếp hay chạm xăng dầu. Nếu phạm thì được gọi là hỏa chiếu thiên môn, gây bất lợi hàng đầu cho người đàn ông trụ cột của gia đình. Đây cũng là điều xung phạm nguy hiểm thứ 3. 4. Nguyên nhân thứ 4. Bốn con đường bao xung quanh ngôi nhà. Người ta hay nói số 4 đồng âm với tử tử là xui xẻo. Kỳ thực trong trường hợp xây dựng căn nhà thì cần phải có tứ tượng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Trong đó, phần tối quan trọng là phải có nơi tĩnh, nơi động, chứ không thể nào cả bốn phía đều động được. Bạn đọc để ý, chỉ có những trung tâm thương mại lớn thì may ra mới có thể tiếp giáp mặt tiền cả bốn con đường, vì mức độ động rất lớn mà thiếu đi tĩnh. Trong phong thủy, tĩnh là âm, rất có lợi cho gia đạo, tình cảm, sức khỏe của người nhà. Nếu như động là dương, biểu thị lợi cho tài lộc kinh doanh, thì nơi mà không có động tĩnh âm dương phối hợp mà quá dương thì gọi là độc dương bất trưởng. Nơi này sẽ quá động, xe cộ chạy suốt ngày, tâm trạng gia chủ lúc nào cũng sẽ bất an, nơm nớp lo sợ, dễ nổi nóng, khó lòng mà điềm tĩnh,
an nhiên vui vẻ để tận hưởng cuộc sống được. Lúc nào cũng nôn nóng đi kiếm tiền, nhưng sức khỏe và tâm trí thì ngày càng suy sụp. Xung quanh là bốn mặt đường thì không có không gian kín đáo, riêng tư mà một người giàu có rất cần để tránh sự quan sát, tò mò của những người xung quanh. Trong phong thủy rất kỵ thế bốn con đường vây quanh, đó chính là chữ tỉnh hay giếng sẽ làm cho người nhà muốn lao đầu xuống giếng tự sát hoặc rơi vào cảnh tù tội, bị bắt giữ. Tiếp thay cho đại gia Nguyễn Văn Hảo, nếu như ông có quan tâm một chút tới yếu tố phong thủy hoặc gặp được một người thầy có trình độ phong thủy cao một chút thì có thể đã cứu vãn được nhiều điều.